giữa thủ đô Hà Nội nhé. Trên độ cao 100 mét. Thế mà cành đào Tết đón xuân lại có một em ong ném vào. Em ấy hút nhụy. Hôm nay là sáng mùng 4 Tết năm 2021 nhé. Mình ghi lại khoảnh khắc em ong mật, chị ong mật rất là cần vẫn đi lấy mật, lấy nhụy ở các cái bông hoa đào ở trên tầng 20 của một chung cư ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Như này đủ biết là kiểu gì quanh khu vực này cũng có tổ ong mật các bạn. Chị ong này chị vào đây từ hôm qua rồi. Chị vào chị lấy mật từ hôm qua. Và hôm nay chị vẫn cứ quanh quẩn đây, chị đánh chén. Thế mẹ ai. Mùa xuân đấy. Các bạn nhìn thấy cành đào nơi chú ong mật chú kiếm nhụy đấy. Đấy, nhìn đi. Đúng đấy, đây nha. Đấy em, từ trên tầng cao này, ngắm thủ đô Hà Nội. Chị ong mật chú kiếm hoa này kiếm. Giữa thủ đô Hà Nội nhé, trên độ cao 100 mét. Thế mà cành đào Tết đón xuân lại có một em ong ném vào. Em ấy hút nhụy. Có phải là lộc không? Nhất rất nhiệt tình luôn. Kiểu gì quanh đây cũng có tổ ong mật.
thủ đô ngàn năm văn hiến nhé. Ở độ cao là tầng bao nhiêu ấy? Các bạn nhìn thấy chỗ ong chưa? Đấy, chỗ ong. Đấy, ong. Ông mật nhá, ông mật đến đi. Lấy nhị nhá.